Trong tuần vừa qua, thị trường game đã chứng kiến một loạt các thông tin mới nổi, gồm cả những thông tin tích cực và những thông tin không mấy khả quan. Một trong số đó là tin đáng tiếc cho công ty Ubisoft. Được biết là Ubisoft đã gặp phải một số rắc rối về vấn đề phát triển các tựa game của mình. Điều này thì có thể ảnh hưởng đến sự mong chờ của người hâm mộ và doanh số bán hàng của công ty này. Tuy nhiên thì vẫn có những tin tức tích cực trong tuần qua khi có những thông tin về một số tựa game lớn được mong chờ từ phía cộng đồng game thủ. Ngoài ra thì video cũng đề cập đến thông tin về PS6, một trong những dòng máy chơi game phổ biến nhất trên thị trường. Trong quá trình tổng hợp nội dung thì Andy Gaming không thể tránh khỏi những thiếu sót. Các bạn hãy nhẹ nhàng góp ý ở phía dưới phần bình luận giúp chúng mình nhé. Chúng mình luôn trân trọng ý kiến của mọi người và sẽ nỗ lực hoàn thiện hơn trong sản phẩm tiếp theo. Hãy ủng hộ kênh của chúng mình bằng cách đăng ký và chia sẻ để chúng mình có thêm những người bạn mới cũng như chinh phục mục tiêu 10.000 subscribe trong năm nay nhé. Bây giờ thì hãy cùng bắt đầu nội dung chính thôi nào. Một thông tin đáng chú ý là về trò chơi Avatar The Last Airbender, một tựa game nhập vai AAA RPG đang được phát triển bởi Saber Interactive và Paramount Game Studio. Nếu bạn đã từng chơi trò chơi này với cái tên gọi là Avatar The Last Airbender, Quest for Balance được ra mắt vào ngày 22 tháng 9 năm 2023, có lẽ là bạn sẽ cảm thấy không hài lòng. Đánh giá tổng quan về trò chơi này thì không tích cực khi nó chỉ nhận được điểm trung bình là 5 trên Steam, chỉ có 40% người dùng Google yêu thích và trang thông tin IGN đánh giá chỉ là 4 trên 10 điểm. Tuy nhiên thì có vẻ như là tựa game này sẽ được đầu tư một số lượng lớn tài nguyên để trở thành trò chơi điện tử quy mô lớn nhất trong lịch sử phân phối bản quyền thương mại. Liệu rằng là tựa game có thể tạo nên một cú hit mạnh mẽ trong thế giới game hay không? Chúng ta có quyền hy vọng vào điều này sẽ xảy ra vì khi nhìn vào hai nhà phát triển lớn là Saber Interactive và Paramount Game Studio, rõ ràng rằng trò chơi sẽ được nâng cấp đáng kể so với phiên bản trước đó vào năm 2023. Nếu xét về trò chơi gần đây nhất mà Saber vừa phát hành, đó là Warhammer 40K Space Marine 2, chắc chắn là bạn có thể kỳ vọng vào một trò chơi sẽ gây nên tiếng vang lớn. Có thể rằng câu chuyện sẽ trải qua một sự thay đổi đáng kể với sự xuất hiện của một avatar hoàn toàn mới, chưa từng được tiết lộ trước đây. Do đó, nội dung của trò chơi sẽ được phát triển một cách tự do và sáng tạo, tạo nên một thế giới đầy màu sắc và sinh động, với nhiều thử thách đối với nhân vật chính nhằm trở thành người duy trì sự cân bằng cho trái đất. Trò chơi hứa hẹn sẽ tiếp nối những thành công của trò chơi Hogwarts Legacy và có thể bán ra hàng triệu bản nếu người chơi có những trải nghiệm tuyệt vời, đắm chìm vào mê cung mà trò chơi đã tạo ra. Một thông tin thứ hai rất đáng chú ý về phiên bản tiếp theo của máy chơi game PlayStation PS6. Tuy nhiên thì khó có thể thấy phiên bản này trong tương lai gần vì dự kiến là sẽ vào năm 2028, tức là 4 năm sau nữa máy mới có thể được ra mắt. Nhìn vào sự phát triển lịch sử của các dòng máy chơi game Sony trước đây, mốc thời gian này thì có vẻ sẽ là hợp lý. Cả PlayStation 3 và PlayStation 4 đã tồn tại trong vòng 7 năm trước khi được thay thế bởi các thiết bị chơi game thế hệ tiếp theo tương ứng. Với việc PlayStation 5 ra mắt vào năm 2020, việc phát hành một phiên bản mới vào năm 2027 hoặc năm 2028 sẽ tuân thủ đúng chu kỳ quen thuộc. Nhờ vào việc sử dụng các tài liệu tổng hợp chứng minh và lập luận mới, Sony có thể đưa ra những bằng chứng để phản đối kế hoạch mua lại Activision Blizzard của Microsoft. Trong đó thì Sony đã cho rằng việc ra mắt phiên bản PlayStation thế hệ thứ 6, PS6 có thể bị hoãn lại cho đến sau năm 2027. Theo đề xuất của Microsoft, nếu mà việc mua lại nhà phát hành Call of Duty thành công, họ sẽ tiếp tục phát hành các trò chơi Activision Blizzard trên PlayStation cho đến năm 2027. Tuy nhiên, nếu điều này xảy ra, PS6 sẽ không có Call of Duty, Overwatch hoặc là bất kỳ trò chơi nổi tiếng nào của Activision, dẫn đến việc một số game thủ có thể chuyển sang sử dụng Xbox. Điều này thì có thể làm cho thị trường trở nên cạnh tranh và khó khăn hơn đối với Sony. Ngoài ra thì sẽ có vi mạch mới được tích hợp vào cấu trúc hệ thống trên nền tảng của LinkedIn. Thì AMD trước đó đã tiến hành tuyển dụng một chuyên gia kỹ thuật về xác thực vi mạch hệ thống System on Chip để bổ sung vào đội ngũ phát triển vi mạch cho hệ thống Xbox và PlayStation. Cụ thể thì dòng trạng thái được viết như sau: chúng tôi đang tìm kiếm một kỹ sư xác thực hệ thống System on Chip, người sẽ tham gia vào thiết kế SoC cho hệ thống mới. Ứng viên thành công sẽ đóng vai trò quan trọng
trong việc xác thực SOC và thực hiện các nhiệm vụ để phục vụ các khía cạnh, các chức năng, năng lượng và hiệu suất của môi trường mô phỏng và giả lập phần cứng. Tính đến thời điểm hiện tại thì dự kiến rằng vào ngày 7 tháng 11 năm 2024, phiên bản cao cấp của PS5 hay còn gọi là PS5 Pro sẽ được tung ra thị trường với mức giá bán là $700. Thông tin về giá cả của PS6 thì vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên thì một số người chơi đã dự đoán rằng là giá của nó có thể dao động khoảng $500. Điều này thì có lẽ là do nhà phát triển không muốn đặt giá quá cao để tránh gây ra hiện tượng người chơi ưu ái và tiếp tục sử dụng PS5 nhiều hơn. Như vậy thì việc đặt giá quá cao có thể dẫn đến hiệu quả kinh doanh thấp của nhà Sony. Với phiên bản PS6 thì có thể thấy rằng ổ đĩa được thiết kế dưới dạng là ổ đĩa ngoài, cho nên khả năng cao là giá cả sẽ phải tăng khoảng $100 so với PS5. Nhìn vào thành công của Switch và Steam Deck, nhà phát triển PlayStation dường như đang lấy cảm hứng để phát triển hệ thống mới. Tương tự với các thiết bị thông minh khác, họ chắc chắn sẽ sản xuất ra những phiên bản cao cấp hơn và có thể là PS6 Pro sẽ được ra mắt theo hướng dẫn của nhà phát triển đang thể hiện. Trong hệ thống mới này thì công nghệ trí tuệ nhân tạo cũng có thể được kết hợp. Và được rồi, trên đây thì là những thông tin về PS6. Chúng ta hãy gác lại thông tin về máy chơi game sắp ra mắt và tập trung vào sự thay đổi lớn về Ubisoft mà bạn có thể chưa được nghe nhé. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích thì nhấn like và đăng ký kênh để luôn được cập nhật những thông tin mới về game trên kênh Andy Gaming nhé. Một thông báo gây ảnh hưởng toàn cầu đã được thông báo qua kênh thông tin Bloomberg. Trong đó thì công ty Tencent đã tuyên bố rằng là họ có thể xem xét khả năng mua lại công ty Ubisoft. Gần đây thì đã có thông tin cho biết rằng là Ubisoft trong khoảng 10 năm gần đây, giá cổ phiếu của công ty này đã giảm mạnh. Đặc biệt là sau khi Star Wars Outlaw được ra mắt, giá cổ phiếu của công ty đã giảm 10% chỉ trong vòng 2 ngày sau khi mà phát triển game này. Trong vòng 5 năm qua thì giá trị cổ phiếu đã suy giảm khoảng 80% do sự chậm trễ của Assassin's Creed Shadow. Đây là cơ hội vàng để mua cổ phiếu và biến công ty trở thành một công ty tư nhân. Điều này có nghĩa là các cá nhân, các tổ chức bên ngoài sẽ không thể đầu tư vào Ubisoft hoặc có bất kỳ quyền lực nào trong việc định hướng công ty. Do đó thì Ubisoft sẽ không cần công khai tình hình tài chính và không phải chịu trách nhiệm cho phần này. Tình huống này thì có thể dẫn đến những thay đổi lớn của thị trường game. Tencent thì là một tập đoàn trò chơi điện tử hàng đầu của Trung Quốc, hiện nó đang nắm giữ là 9,2 cổ phần của Ubisoft và Guillemot Family thì sở hữu 20,5%. Tuy nhiên thì điều đáng lưu ý là Tencent lại cũng sở hữu đến 49,9% cổ phần của công ty Guillemot Family. Vì vậy là hai bên đang xem xét và cân nhắc phương án tối ưu nhất trong thời điểm hiện tại. Cả hai đang xem xét liệu có nên tiếp tục sở hữu hay có một phương án khác thay thế. Cụ thể như thế nào thì chắc chúng ta cần phải chờ đợi. Đây là một quyết định quan trọng của nhà phát triển và nhà sản xuất có thể dẫn đến việc sa thải nhân sự. Dựa trên nguồn thông tin đáng tin cậy và ý kiến của ông Tom Henderson, chủ sở hữu của Insider Gaming IG đã trình bày quan điểm của mình. Ông không ngạc nhiên khi mà dự đoán rằng là mức độ cắt giảm nhân sự có thể lên đến 30 hoặc 40%. Nếu mà điều này thực sự xảy ra thì nó có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngành công nghiệp game cũng như là Ubisoft. Hiện tại thì Ubisoft đang có hơn 19.000 nhân viên làm việc. Và nếu sau khi quá trình sa thải diễn ra thì có thể là số lượng nhân viên của họ sẽ tương đương hoặc là ít hơn một chút so với cả EA. Trọng tâm của nhà phát triển đã rất rõ ràng khi họ cung cấp các dịch vụ nhượng quyền thương mại quan trọng, ra mắt mỗi năm một hoặc hai tựa game lớn. Ubisoft hiện đang có mặt trên toàn cầu với các sản phẩm như là Skull and Bones, Prince of Persia, The Lost Crown hay là Rock Prince of Persia, Star Wars Outlaw và DLC Avatar. Tất cả các sản phẩm này thì đã được ra mắt trong năm nay, tuy nhiên thì không đạt được kết quả như kỳ vọng. Có vẻ như nhà phát triển đang phải xem xét lại toàn bộ hoạt động và doanh nghiệp của mình. Thay vì sáng tạo, họ sẽ tập trung vào các dòng game series quan trọng như là Assassin's Creed, Far Cry, Tom Clancy Games. Bằng cách này thì họ sẽ không cần quan tâm đến những yếu tố khác và có thể là những cá nhân hoặc là những bộ phận không liên quan trực tiếp đến việc sản xuất các dòng game series lớn có thể là phải rời đi trong đợt giảm nhân sự sắp tới. Tuy nhiên thì cũng có thể là lý thuyết này chưa chắc đã chính xác và công ty có thể cố gắng kéo dài thời gian đạt được những thành công mong muốn. Andy Gaming rất muốn nghe quan điểm của bạn về tình hình hiện tại của Ubisoft. Các bạn hãy chia sẻ ý kiến của mình ở dưới phần bình luận nhé! Và tất nhiên là chúng mình sẽ cung cấp những thông tin cập nhật mới nhất nếu có những diễn biến mới xảy ra. Thông tin tiếp theo thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những tựa game kinh dị.
Có vẻ rằng là Silent Hill phần 2 đã vượt xa sự mong đợi của nhiều người. Hiện tại trò chơi này thì đang nhận được đánh giá rất cao với 87 điểm trên nền tảng PS5. Dự kiến thì trò chơi kinh dị này sẽ được ra mắt vào tháng 10 sắp tới. Đối với những người hâm mộ dòng game này thì không thể nào mà không chú ý đến nó. Một tựa game kinh dị khác là Until Dawn thì cũng đã được phát hành trên cả phiên bản PC và PS5, nhưng mà cho đến nay thì nó chưa nhận được bất kỳ lời đánh giá nào. Theo Shirako, một YouTuber có đến 2 triệu người đăng ký, anh này thì đã nhận xét Until Dawn Remake là có vẻ nó chạy kém hơn so với phiên bản gốc, với rất nhiều lỗi và sự cố xảy ra. Tất cả những điều này thì giải thích cho lý do là tại sao trò chơi này lại chỉ có giá là $60 mà thôi. Shirako thì không khuyến khích mọi người mua trò chơi cho đến khi nhà phát hành đã khắc phục được các lỗi của nó. Tuy nhiên, mặc dù vậy, trò chơi vẫn có những yếu tố hấp dẫn đáng chú ý với một kết thúc mới, với những lựa chọn mới, cùng với những gợi ý cho phần tiếp theo của câu chuyện. Theo Specialnik, Fire Respire đang cố gắng phát triển phần 2 của trò chơi Until Dawn và không có gì ngạc nhiên khi mà nhìn vào danh sách công việc của họ thì dự án này chắc chắn sẽ là một dự án AAA lớn, đầy tham vọng, hòa trộn yếu tố kể chuyện vào nội dung cho người chơi một trải nghiệm mới mẻ khi mà khám phá lãnh thổ hoàn toàn mới. Một thông tin quan trọng tiếp theo đó là nhà phát triển vừa chính thức công bố tên của tựa game kế tiếp là Ghost of Yotei, cũng có thể gọi nó là Ghost of Tsushima phần 2. Trong phiên bản Tsushima thì người chơi có thể truy đuổi các con cáo, cắt các cành cây để tạo ra những cái trò chơi nghịch ngợm. Tuy nhiên thì sau đó chúng ta lại có ít hoạt động hơn, điều này thì khiến cho trò chơi trở nên thiếu thú vị, hoặc là nếu có thì cũng chỉ là những hoạt động lặp đi lặp lại. Tuy nhiên thì trong phiên bản Ghost of Yotei, người chơi sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động độc đáo và hấp dẫn hơn. Dự kiến là tựa game này sẽ được ra mắt vào năm 2025 và Kojima thì đã xác nhận thông tin này, đồng thời cũng giới thiệu chế độ chụp ảnh với người chơi. Chế độ này thì mang lại những trải nghiệm thú vị khi mà các nhân vật trong trò chơi liên tục tạo dáng khác nhau, giúp người chơi có thể chụp được những bức ảnh chân thực và độc đáo hơn rất nhiều. Thay vì chỉ có một vài tư thế tĩnh, người chơi có thể đặt các nhân vật vào các vị trí khác nhau, tạo ra một bức ảnh vô cùng độc đáo và sáng tạo. Chế độ chụp ảnh thì dường như xuất hiện trong nhiều trò chơi rồi, tuy nhiên thì nó đã trải qua sự phát triển đáng kể so với giai đoạn ban đầu. Có thể liệu các trò chơi khác cũng sẽ tích hợp chế độ chụp ảnh động này hay không? Hay là nó chỉ xuất hiện trong các trò chơi của Kojima mà thôi? Vì có vẻ như là việc triển khai tính năng này cũng đòi hỏi sự đầu tư về công sức và tài chính không nhỏ từ nhà phát triển. Và cũng có xác suất là Guerrilla sẽ tạo tính năng này cho Horizon. Và không biết là bạn đã nắm được thông tin này hay chưa, thì trò chơi trực tuyến Horizon sẽ là dự án lớn tiếp theo của Guerrilla. Nhiều nhà phát triển trò chơi của Horizon Forbidden West sau khi đã hoàn thành phiên bản chơi đơn thì đã tham gia vào nhóm phát triển trò chơi trực tuyến. Do đó chúng ta sẽ sớm được chứng kiến hình dạng mới của trò chơi này. Có nhiều người dự đoán rằng là quá trình này sẽ diễn ra nhanh chóng như một cách làm việc tiêu biểu của Sony. Dự kiến trò chơi sẽ được ra mắt vào đầu năm 2026 hoặc là trong khoảng thời gian tương tự. Từ đây thì đã có một giải thuyết được đưa ra cho Horizon 3, dự kiến rằng là nó sẽ được phát hành vào năm 2029, năm đầu tiên chúng ta có thể sở hữu PS6. Nội dung tiếp theo mà chúng mình muốn cung cấp cho quý vị là thông tin về video đánh giá ban đầu của tựa game Warhammer 40K Space Marine. Chắc chắn rằng là video này sẽ mang đến những thông tin hấp dẫn và thú vị để chúng ta có thể cùng nhau thảo luận. Tất nhiên là cũng có rất nhiều trò chơi sắp ra mắt. Chúng mình biết là mọi người có thể quan tâm như là Silent Hill 2 này, hay là Diablo 4 DLC, Dragon Ball Sparking Zero. Mỗi tựa game thì chúng mình sẽ tiến hành sản xuất và cung cấp những thông tin đến các bạn một cách nhanh nhất có thể. Vì vậy chúng mình mong rằng nếu bạn là một người mới thì hãy nhanh tay đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin thú vị nào từ chúng mình. Và chúng ta sẽ có cơ hội cùng nhau chia sẻ đam mê, thảo luận về những tin tức thị trường game sôi động hơn bao giờ hết. Cảm ơn các bạn vì đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Bye bye!